Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Radio giới thiệu về 3 thiết bị âm thanh của 3 hãng. Một dòng là một mẫu vang cơ có tất cả đầy đủ tính năng cổng quang chống USB và cả dì vợt của vang lách. Mẫu này có giá rất tốt. Và một mẫu lân tiếng cao cấp của công ty BS Audio V900 Plus và một mẫu mic không dây MK Acoustic mặt phay màu trắng. Thì hôm nay Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác sản phẩm để tất cả các bác tham khảo. Đây là đầu tiên là một con vang lách Acoustic FX30 mặt màu trắng, lẫn màu đen, có đầy đủ cổng ăn chơi, có cả và có cả tính năng là dì vợt đấy, đường echo, đường mic và đường music. Còn đây là các cái cổng chỉnh của nó, feedback ở đây là chống hú. Đây là một dòng vang do nhà máy Trung Quốc sản xuất, hàng chính hãng của Lech. Và cái cấu hình vang Lech FX30 Blue này có giá 1,5 triệu một chiếc và được bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm, lỗi đổi vốn trong 1 tháng. Sản phẩm hàng cứ lỗi là đổi thôi các bác nhé. Và khi sản phẩm lên đường thì được tặng dây rắc calon đấy, đầu đực đầu cái. Còn đâu nếu mà các bác mà chơi với âm ly đúng không ạ, có một con âm ly như kiểu một cục sắt, bây giờ mà muốn âm ly nó hiện đại hơn, có nhiều chức năng hơn thì ta sử dụng cái dây này đấy, và sẽ được tặng một đôi giống như này, nhưng mà nó là cái đầu AV như này các bác nhé. Hàng mới đập hộp, nhà máy China, 1,5 triệu một chiếc. Và đây là một dòng lân tiếng. Con này có cả màu trắng và màu đen. Còn đây là màu đen, lân tiếng V900 Plus bản mẫu 2022, hàng chính hãng của máy VS, hàng chính ngạch. Con này nó sẽ có, nó là hàng đời mới và nó có những con lân tiếng khác sẽ không bao giờ có. Và con này có, đó là cổng quang chống hú, cổng quang Bluetooth và đầu thẻ USB. Đấy, bình thường các con khác sẽ không có. Và nó có kênh A, kênh B và hai chiếc đáp tổng đèn nháy, và có cả cổng súp của nó nữa. Cổng súp này cho tiếng súp rất mềm và hay, khi các bác cắt súp hơi thì hoàn toàn hết nhạc. Và súp điện thì cho tiếng súp rất hay và lâng bộ dàn của mình lên, tiếng cực kỳ tuyệt vời. Với con máy lâng tiếng hàng xịn của nhà máy BS này, với giá 1,6 triệu một cái, được bao ship các bác nhé. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong 1 tháng. Tất cả cứ lỗi này em đổi cho tất cả các bác khách hàng nhá. Và đây một bộ mic không dây của MK Acoustic mặt phay màu trắng. Con này MK Acoustic E300 mặt màu trắng đẹp. Đấy. Và thiết bị của nó, đây là đều là sản phẩm hàng đập hộp, đều có giấy tờ của công ty. Tai mic của nó màu đen. Đấy. Tai mic của nó màu đen. Với cái bộ mic của MK Acoustic này thì nó sẽ có hai dâu như này, đầy đủ hết như bao mọi bộ mic khác. Còn đâu thương hiệu của nó là MK Acoustic. Sản phẩm này của nó là 2,3 triệu một bộ. Đều được, tất cả sản phẩm ở đây đều được bao ship và lỗi đổi mới. Đấy, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền. Các bác cực kỳ yên tâm, hàng sẽ đúng như video em giới thiệu. Và hôm nay thì cửa hàng Tùng Nguyên Audio giới thiệu về sản phẩm. Còn đâu các bác nào mà mua hàng thì trước khi đi hàng em sẽ test và giao hàng cho khách, cực kỳ yên tâm. Hàng sẽ bao sống rồi, bao lỗi đổi mới 1 tháng nên các bác cực kỳ yên tâm. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong clip mới nhất nha.